Đây là câu đối chữ. Dạ. Bé Bảy. Bé Bảy khóc vì bị người yêu phản bội gọi là gì? Bé Bảy là bảy bẻ. Bảy rồi. Mà khóc vì bị người không, thử thôi để mình thử thôi, thử thôi. Khóc vì bị người yêu phản bội, bé Bảy. Khóc vì bị người yêu phản bội là bị cái gì ha? Là chữ gì? Bảy là gì? Bảy là thất tình. Yeah, lên. Đúng rồi, đẹp là phải thông minh vậy đó. Từ từ anh, từ từ. Không, áp lực lên liền vô em vậy đó, cố lên em. Anh thông cảm, em đang thiếu đường á, anh đừng có làm tục đường quá. Bé Bảy thích nhất ngày rằm tháng 8 gọi là gì? Ngày rằm tháng 8, từ từ nè, 7 là thất mà 8 là... ủa 8 là gì? Rằm tháng 8. Rằm tháng 8, rằm là 15. 15 nha, 15 mà tháng 8. Mình có ở đây có hai đường đáp án luôn á. Rằm tháng 8 á. Thất tịch không ta, khoan. Rằm tháng 8. Hỏi hay trả lời? Hỏi. Sao run vậy? Đó, bé Bảy là ngày gì? Rằm tháng 8 là Trung thu. Thì gọi là gì? Bé Bảy thích nhất ngày rằm tháng 8 gọi là gì? Thất thu. Lên. À, thất thu. Trời ơi. You're so good. Trời ơi. Hoặc là gì vậy? Hoặc là đáp án khác là gì? Đúng rồi, thất tám là gì? Tám là cái gì? Bát. À, ủa à, vậy là không có dùng. Đều có nghĩa mà. cái này dễ nè. Dịnh nha. Câu này dễ. Bé Bảy vừa bị đuổi việc gọi là gì? Bé Bảy hoài vậy, bé đuổi việc. Bảy à, Bảy là thất nè. Quá dễ mà đuổi việc. Từ từ anh làm em thất ghét. À. Trời ơi. Mình có thể nào trả lời nhẹ nhàng bớt chữ MC lên không ạ? Thất luôn. Ở dưới là nhẹ chứ lên đây học mình phải phun trào kiến thức liền. Câu này dễ nè. Không ạ. Loài vật nào hay lên mạng? Loài vật nào hay lên mạng hả? Tức là cái con đó nó phải có mạng thì mới lên mạng được đúng không? Nhện. Chính xác. Hay quá. Ca sĩ nào hay thắc mắc? Bài hát cái tựa. Ca sĩ nào? Cái tựa nói lên cái việc mình thắc mắc. Vì sao nè? Vì sao? Ca sĩ nào? Ca sĩ nào hay thắc mắc từ từ anh? À, thì đó. Vì sao? Ca sĩ nào? Ca sĩ nào? Ồ. Cái gì nè? Từ từ đâu đó. Có bạn này là Bhutan Sam. Mỹ Tâm không? Khoan từ từ. Hỏi hay trả lời? Khoan hỏi. Bài mà buông tay xa, buông tay em xa, đôi ta chia xa đó mọi người. Cái gì anh, bài gì? Có một đoạn rap là buông tay xa, buông tay em xa, đôi ta chia xa gì đấy. Buông tay xa, Xuân Tùng hả? Buông tay xa, ca sĩ nào thôi em chị Mỹ Tâm. Mỹ Tâm không chính xác. Bài vì sao của ai ạ? Khởi Mê. Vì sao chân em cứ đứng nhìn anh xa mãi xa. Hay lắm, hay lắm. Hay lắm, giờ thì hay lắm. Dặn mạch quá. Anh lên đi chiều. Ca sĩ nào vẫn còn nhớ đến người yêu cũ? Khởi Mi luôn, gửi người yêu cũ. Ca sĩ nào vẫn còn nhớ là trong cái lời của cái tên bài hát đó nó có cái nội dung là vẫn còn nhớ. Hiểu không? À, chị chưa quên người yêu cũ nè. Nhớ người yêu cũ phải không anh? Rồi. Chưa quên, trời, bữa giờ nghe trời, ai? Bây giờ mà không nhớ chỉ là chết nha. Hà Nhi. Lên. Đà 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 quên đâu phải em. Lan, tập trung kỹ thuật. Là hết kiếp. Tập trung kỹ thuật Lan. Tập trung kỹ thuật. Đâu phải em muốn quên là sẽ quên. Là sẽ quên. Không phải cho hết đi là hết đi rồi xuống luôn. Ca sĩ Khổng Tú Quỳnh thích đến cửa tiệm nào nhất? Tên bài hát. Dạ, bài mới của chị Quỳnh hả ta? Bài mới hả? Cái gì vậy? Bài cũ Khổng Tú Quỳnh. Em chỉ biết bài mùa đông không lạnh. Ôi mùa đông gì đó. Đến mưa rơi thì nghe tiếng trắng rơi. Đến coi dần dần những đêm tối đâu. À, dâu. Dâu gì dâu? Dâu tay. Thì đó, đến đâu? Đến tìm dâu tay. Tên chính xác. Bé dâu tay. Phải mày. Để ché dâu chị cửa dâu, tiệm nào nhất? Cửa tiệm dâu tay. Tên chính xác phải là tiệm bánh dâu tay.
Như vậy là mang về 4 đáp án liên tiếp. Hay quá. Chúc mừng Thu Lan.